Anh thanh niên năm nay đã ngon nghẹt 30 rồi, sáng mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời, đăng cái tớ bình thường cũng phải gần nghìn like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì, anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm, anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn ca, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần đôi, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa, anh đã khác, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho ba má, cho em mà, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Okay. Anh kể về những ngày xưa lúc anh còn chạy con dream trên đường, sự xóa sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược bảnh như đan trường. Nhưng mà anh có tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì vài em. Chuyện ngày xưa ghê thế nhỏ, sao mấy năm vẫn như thế này. Chuyện thật hay, anh nói đùa, cứ nói đi rồi lòng làm chi. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, dũng ma đi chợ sáng mua rau thịt về nấu. Anh lên online face đăng tất tiên kim không việc. Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình, nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hóa ra cũng chỉ nói sao, chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Và tôi chợt nhận ra anh đã yêu mất rồi, chẳng giống như lúc xưa giờ anh đã khác. Là do em đơn ca, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần đôi, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa, anh đã khác, không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa. Anh thanh niên năm nay đã khác.